Thì xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cách tổ quốc. Hôm nay tập là một clip gồm 35 máy câu nha mọi người. Thì 35 máy câu này thì có một vài con trên đây là hàng dạng đời cao, hàng sách tay về. Phần dưới đây là những con máy đời rất là cổ luôn, có những con 1960 như con Đâm Quýt nè, Aceto, vài con máy của Ý, của Pháp. Rồi, để vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Rồi, sếp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không trong clip sắp lên á thì anh em cứ ở shop. Rồi, cảm ơn mọi người. Máy đầu tiên lên cho mọi người là một con máy Mi-Gen nha mọi người. Đây. Đây là một con máy Mi-Gen Mi-Gen 300, xe nó ra tầm khoảng 4.000. Đó. Thì máy này nó xuất sắc nè, xây sát. Thì máy này về shop cho vệ sinh nhé. Đó, máy này là máy có nông. Có nào thấy có nông gì đó mà chứa rất là nhiều dây nha mọi người. Đó. Chứa rất là nhiều dây luôn. Đó. Máy thì hoạt động êm mượt, đó, không lỗi lầm. Đó, chỉ có cái xấu thôi. Đó. Mọi người mua về vệ sinh giúp shop. Hoạt động rất là mượt nhé. Vậy cước vào đây. Mọi người ok, về tới ok. Con này có ga lê, nó ga lê tự bật nha mọi người. Ga lê nó tự bật. Về bật. Rồi. Giá máy số 1 giá là 450k nhé, 450k cộng ship. Những con này về á, anh em nào có lóc á, rất là ok luôn. Đó, mua bên nghe rất là đã nha. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 là cho mọi người vẫn là một con máy Mi-Gen. Thì con này vẫn là một con Mi-Gen 300, xây ra tầm khoảng 3.000-4.000. Thì con này được lai cái nồi nha mọi người. Cái nồi này bị lai rồi. Cái nồi này là một cái nồi của hàng Mi-Gen đời mới bây giờ. Bây giờ nó gắn vô đời cổ luôn nè. Đó. Nói rõ ràng với mọi người như vậy. Máy thì hoạt động rất ok rồi. Đó. Mọi người ok. Quay tới ok. Rất liệp. À, tiếng rất của Mobin nghe cũng rất là lạ nha. Đó. Lấy cước ok. Đó, tự đặt nhé. Rồi, giá của máy số 2 giá cũng là 450k nhé. Theo sẽ là máy số 3. Máy số 3 lên cho mọi người một con máy của vẫn là Mi-Gen, Mi-Gen của Pháp. Đây, hàng của Pháp, bằng Nhật Bản. Thì con này vẫn quậy xây ra tầm khoảng 4.000. Đó. Máy thì ngoại hình nó xuất sắc nè, đó, xuất sắc. Con lăn ok. Đó. Thì con này cái chân máy bị cắt một tí nè mọi người. Đó. Máy sao báo anh em rõ ràng vậy. Máy hoạt động êm mượt. Nhông con này á nó sẽ có khoảng 3 lớp nhông nhá, 3 lớp nhông nhìn rất là đã luôn. Anh em lên Google hoặc Facebook á, anh em search Mi-Gen 300 là sẽ có một vài anh em á tháo máy ra chụp bộ nhông của máy Mi-Gen 300 này lại cho anh em xem, rất là ok luôn. Đó. Nhông dày và rất là đều. Mặt hoạt động im mượt nhé. Rồi giá công khai máy số 3 giá là 550k nhé, máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên mọi người vẫn một con máy Mi-Gen. Thì con này là một con Mi-Gen 300. Đó. Thì vẫn một con Mi-Gen 300 có nông. Ngoại hình thì nó đẹp hơn mấy con kia một tí. Đó. Vẫn có xuất sắc. Nhưng mà mấy con này về anh em câu thì vô tư. Đó. Mô bên nghe cũng rất là đã nha. Mô bên là từ ca lê tự bật. Hoạt động ok. Đó. Đó, quay ngược ha. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Tay quay xịt răng. Máy rất ok nha mọi người. Tổng thể con này cũng còn tương đối mới. Rồi giá con hàng máy số 4 giá là 600 nha. 600 cộng ship. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 lên cho mọi người là một con máy Mi-Gen. Thì con này một con Mi-Gen 400. Thì Mi-Gen 400 nó sẽ bự hơn con 300 một tí thôi. Đó, nó ra tầm khoảng 4.000-5.000. Nói chung thì con này nó vẫn sửa bộ phen, bộ nhông của nó là nhông kép đó. Rất là nhiều nhông luôn, khoảng 1 cái, 2 cái, 4 cái. 4 cái nhông nó gáp về với nhau, thành ra chuyển động một cái máy nha mọi người. Ga lê từ bật ok. Máy hoạt động êm mượt. Mô bên là mô bên sống nè. Đó. Nghe tiếng mô bên rất là đã nha mọi người. Đó. Đây. Cò nó đập vô. Đó.
Máy hoạt động rất là ok. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rất là mềm mượt nhé. Made in Japan, Hà Nội, hàng của Pháp sản xuất. Máy cũng thể còn rất là đẹp luôn. Đó. Đối với một con máy cổ thế này còn rất là ok rồi. Đó. Rồi, giá con thang máy số 5, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship máy số 5. Tiếp theo máy số 6. Thì máy số 6 lên cho mọi người một con máy tay cao. Thì con này một con máy Abu. Thì một con máy Abu Caldino. Đó. Con này 2500 ST. Cái chữ D này nè, cái ký hiệu cho cái tay quay đầu nha mọi người. Đó. 2500. Thì con này hoạt động rất là mượt. Đó, ABS đầy đủ, máy này máy mới 100% nha. Đó. Cộng mượt mà nha mọi người. Đó. Bơm dầu bơm sóng. Con lăn đẹp. Cái này đẹp. Tay quay đôi. Đó. Thích hợp cho anh em nào câu lua nha. Cái này thích hợp cho anh em câu lua. Lua lóc, chẽm, đánh thoải mái luôn. Thì con này nó có 4 mặt đạn. Cước 2.5 như 150m. Dòng tua con này nó sẽ là 4 mặt đạn. Dòng tua là 5.1.1 nha. Thì con này dễ bia. Thì bia không... B2 chấm á, như được 150m luôn nha. Máy đẹp, có dây theo máy thì tặng kèm nha. Máy hoạt động im mực. Rồi, giá là 700 nha mọi người, 700 con máy số 6. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì con này một con Abu Caldino 5.000. Thì con này có sẽ tương đương là tầm 6.000. Đó, con này về cho anh em là câu nhái thiệt á. Câu nhái thiệt, thôi anh em câu ngâm dạng câu cha, câu chép, câu đăng xe rất là thoải mái luôn. Một số anh em có thể câu lục cũng được. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó, anh em thấy trong clip. Thì máy này là một con máy mới 100% nhé. Có tặng dây cước theo cho mọi người nè. Đó, tay quay đây. Đấm tròn. Đó, rất là ok. Ôi bên là bơm sóng. Con Caldino này thì cước 6 với từ 150m. Cước BE. Để xem BE nó giờ là bao nhiêu mét. Có 4 mặt đạn, bia số 3 giờ được 240m. Đó, bia số 3 giờ được 240m. Anh em có câu nhá thiệt là 44. Đó. Máy này rất là khỏe. Đó. Dòng Abu là siêu cho bò mà. Đó. ABS đầy đủ nha. Rồi, giá công khai máy số 8. Giá của nó là... giá công khai máy số 7, giá là 800 nhá. Theo máy số 8. Thì máy số 8 là cho mọi người một con máy hàng này, hàng lấy từ Mỹ quê. Đó. Thì con này một con máy tay trái, chỉ quay tay trái thôi nha mọi người, nó gõ lên nha. Đó. Đây, tay quay nó rất là lực, dạng tay quay rời. Đó. Đây. Tay quay nó tiện là xin mình khỏi luôn nè. Đó. Rất là đẹp nha. Đó. Thì máy này nó sẽ tương đương cho tầm khoảng 2.000 thôi. Đó. Rất là nhỏ nha mọi người. Để tầm khoảng 2.000 thôi. Đây, để vô bàn tay nè. Thiết kế cũng rất là ok. Mua biên là mua biên nằm trong. Tiếng gắt mua biên cũng rất là ok nè. Đó, hàng này hàng của Nhật sản xuất. Máy hoạt động nè. Rất là ok nha mọi người. Im mượt. Cái ngực ok. Về tới ok. Đó. Thì con này nó bị mất cái tem bên đây nè. Ở bên này nó sẽ có một cái tem. Của làm bên sóng. Trên này cũng có tem nữa. Con lăn còn đẹp nha mọi người. Đó. Rồi. Giá công khai của máy số 8, giá là 450k nhé. Con này thích hợp về cho anh em sưu tầm, là anh em câu những máy cổ này rất là khỏe. Đó. Nhỏ gọn mà khỏe. Rồi, giá công khai máy số 8, giá là 450k cộng ship. Tiếp theo máy số 9, máy số 9 đây, nó đây. Đây một con tên máy của nó đây. Đó. Tên gì sắp cũng bó tay luôn. Đó. Thì đây là một hàng lấy từ thị trường Mỹ quê. Aspirin, con lan còn sáng nè. Đó. Cõi vẫn là có nằm trong. Tay quay là tay quay tiện CNC nè. Rất là đẹp. Đó. Ăn tiền cái tay quay này. Đó. Máy này chỉ quay bên tay trái thôi nha mọi người. Đó. Máy còn rất là mượt luôn nè. Đó, anh em về câu tôm, câu chép, câu lăn xe thoải mái nha. Bên bên sóng nghe rất là đã tai. Đó. Nghe được ok, quay tới ok.
Đó, rồi gói dây luôn. Thì mọi chức năng hoạt động bình thường, máy êm mượt, con lăn sáng bóng, bốn bèo bốn sóng. Rồi máy này nó xài tương đương là tầm khoảng 2.000 thôi nha anh em, 1.500-2.000 thôi, rất là nhỏ gọn, tầm khoảng 3 ngón tay của đây nó. Rồi giá công khai máy số 9, giá là 500 nhé, hàng của Nhật sản xuất, 500 cộng ship. Tiếp theo máy số mừng, con máy số mừng lên cho mọi người, một con máy của Hedin. Thì con Hedin này là một con Hedin của Nhật sản xuất, xuất cho thị trường Mỹ nha. Nó có đóng trên đây nè. Đó. Thì lần trước có bán hai con hay gì, hai con hay một con gì rồi. Đó, xuống đây nè. Đó, rõ ràng nha mọi người. Đó. Thì lô này thì phần dưới đây là thấy tới đây là lấy từ thị trường Mỹ về nha. Những con máy này rất là cổ luôn. Đó. Những con máy của thế kỷ trước. Cái gạt của mô bin có khóa cước nè, rất là ác nha, cấu tạo rất là đẹp luôn. Hai bình tay quay cũng dạng theo quay tiện CNC nè, rất là đẹp đó. Đuôi nè đó. Thì hoạt động đây, những con máy thế này mà còn hoạt động rất là mượt nè mọi người đó. Mượt ok, về tới ok, bùm là bùm trống. Đột gạch của cái ga lê này thì khỏi bàn, rất là dứt khoát. Ga lê tự bật nha anh em, qua tới tua này là tự đập nè, thấy không, rất là dứt khoát nha. Thì con hai đèn này nó sẽ tương đương tầm khoảng 4.000 thôi, 4.000-5.000. Anh em nào lỗ lốc dạng sưu tầm thì câu ngâm cũng rất là ok nhé. Rồi giá công khai máy số 10, giá là 700 nhé, 700 cộng ship. Tiếp theo máy số 11 vẫn một con máy cổ, máy của Satterfield đó. Thì con này nó quay, chỉ quay tay trái thôi nha mọi người, nó quay tay trái, mô bin nằm trong nè đó. Quay ngược ok, quay tở ok đó. Máy hoạt động rất là ok nha. Những con máy này thì lực khỏi bàn, nó có mô bin, nó có cái đầu sẵn mô bin của nên đó, do lâu ngày nó đóng mỡ bò nè nên không kêu nè, thấy không. Nói chung thì về vệ sinh lại ok đi, cái này vẫn hoạt động nha mọi người, tiếng kêu của nó có nhưng mà nhỏ thôi đó. Về vệ sinh lại ok đó, về vệ sinh lại là ok liền. Con lăn còn đẹp nhá đó, những con máy của thế kỷ trước, máy này rất là cổ rồi đó. Con này còn xuất sắc. Rồi giá công khai của mùng 1, giá là 450k luôn nhé. Con này sản xuất tại Nhật, máy thì hoạt động khỏi bàn, rất là khỏe. Xe con này tương đương ra tầm khoảng 3.000-4.000 nha mọi người. Rồi giá công khai máy số 11, giá là 450k nhé. Tiếp theo máy số 12, đây 12 lên cho mọi người một con máy số 12. Thì con máy số 12 sẽ là một con máy của Ruby hay Ruby đó, hình con cá nè mọi người. Nó sẽ có tem con cá chỗ này. Đó. Con lăn thì ok, còn sáng nha. Đó. Bộ bên kiều cũng rất là ác nè. Đó. Thì con này có sẽ tương đương tầm khoảng 6.000 đó ta. 6.000-7.000, máy cũng tương đối bự. Cái này là khóa ngược cước nè. Đó. Những con máy thiết kế rất là ok luôn, rất là đã đọc. Chỗ gắn bắt máy thì nó sẽ làm chờm ra trước một tí nè mọi người. Đó, thấy không? Rất là thiết kế rất là ok luôn. Đó. Thì những con máy thế này nè, thì anh em câu á, sách đi câu á, không bao giờ đụng hàng. Đó. Máy hoạt động rất là ok nhé. Mọi người ok nè, đó, quay tới ok. Mô lần mười sống. Đó. Máy cũng còn rất là đẹp luôn, kẹo nước sơn thì còn rất là ok nè. Đó. Nói chung thì những con máy này shop về mọi thứ ok, thế này thì shop không vệ sinh luôn, nó còn đóng bụi nữa nè. Đó, thấy không? Con này được sản xuất tại Mỹ, tại Nhật, dòng của dòng Goldie nè, dòng này của Nhật xuất Mỹ nhé. Rất ok,
Rồi giá công khai mã số 12, giá là 700 nha mọi người, 700 mã số 12. Tiếp theo con mã số 13 14, thì con mã số 13 lên cho mọi người một con mã của Ý, một con mã của Italia. Đây đó, mã Italy đó. Thì con này á, thì nó thiệt với mọi người á, nó sẽ ăn tiền cái bộ tem này đó. Cái tem con này thì rất là đẹp luôn, nó hình con chim, dạng con chim bói cá, nó gặm con cá, tem rất là đẹp luôn. À, về con này thì nó không có tem, rất là buồn. À, cái bộ viền ở trên nó đây, à, rất là đẹp nhá, thiết kế rất là ok, bây giờ bộ sống, thiết kế hình tròn, à, rất là đẹp, máy quý. Con lăn ok mọi người, con lăn không lỗi. Thì thêm một cái thiết kế rất là độc nữa đây, đó anh em, quay tiếng kêu nè, trả ngược ok, trả ngược nè, dính nè, đó, này, có nút bấm, bấm vô, đó, quay tới ok, quay ngược ok, đó. Những con máy của thế kỷ trước, thiết kế rất là ngộ, không con nào giống con nào chứ. Mỗi con cũng có mỗi chức năng khác nhau. Máy mới bây giờ thì nó rẽ cước, rẽ qua rẽ lại đấy thôi. Đó, một con thì nó bấm nút này, một con thì nó gặt lên, một con đẩy xuống, tùm lum chân. Bên sống, tele tự đập. Đó. Đây, nó có cái miếng nhựa đây nè, nó chịu lực lại. Đây. Đó. Khi đập á là cái này nó chịu đây. Đó, cái này nó chịu lại, và khi đập nó là nó bật ra, nó chịu lại. Đó, thiết kế rất ok nha mọi người. Đó, máy hoạt động ok. Đó, thích hợp cho nên là sưu tầm, câu giải trí. Rồi, giá công khai máy số 13, giá 1.3 triệu. Con này thì xây ra tầm khoảng 6.000. Tiếp theo là một con máy dạng con máy Ben, con máy của Mỹ. Thì con này một con máy Ben, thì con máy Ben này đời rất là cổ rồi. Đây, may mắn là con này về nó còn tem nè mọi người. Đó, cái tem nó rất là đẹp nhá, Ben Rail. Đó, thì dòng Ben này thì nó nổi tiếng rồi, tới bây giờ nó vẫn nổi tiếng luôn. Đó, hàng của Mỹ sản xuất Ben xuất đây. Con này thì nó sẽ sổ bộ nhông của nó là một cái nhông xéo và nhông bự, nó nằm ở đây, nó chuyền thẳng vô đây luôn, chuyền động thẳng vô đây luôn. Đó, nên máy rất là khỏe. Bộ pin đây, bộ pin kêu thì các bạn nhấc cái găng. Đó. Máy thì có xuất sắc li ti. Toàn thân con này là kim loại nhá, nên cầm nó vào á rất cứng tay luôn, cứng tay luôn. Đó. Máy thì có xuất sắc nè. Thì con này nó sẽ tương đương với tầm khoảng 5.000 thôi. Đó. Anh em nào về mà dạng lua lóc nè. Đó. Lua lóc nè, câu ngâm nè, câu cha, câu chép thoải mái. Máy thì hoạt động rất là khỏe. Đó. Khỏe và mượt. Độ gơ của bánh nhông thì xem như không có luôn. Đó. Rất là ok nhé. Mình làm bông sống. Tem đầy đủ nha, con này có tem đầy đủ. Rồi, giá con khang máy số 14, giá là 1.5 triệu nha anh em. 1.5 triệu cho một con máy số 14. Giá này còn tương đối rất là ok nha mọi người. Đó. Một con máy cổ. Tiếp theo qua đây, trên đây là 1, 2, 3, 4. 4 con máy này đều là cổ Đức hết nha mọi người. Đó. Thì đây là một con máy số 15. Đây là một con máy của Dam, một con Dam Quýt của Đức. Thì máy này nó xuất sắc nè. Đó. Đây, xuất sắc. Thì con này nó sử bột sơn của nó là sơn nhám, nên cái này nó sơn lại thì rất là khó sơn lại luôn. Phải nói là không thể luôn. Đây, nó có xuất sắc rất là nhiều. Đó, xuất sắc, nhưng mà nhìn vô bộ sơn nhám của nó thì rất là ok nha mọi người. Đó. Con này của Tây Đức sản xuất nha anh em. Tây Đức sản xuất năm 1960, hợp kim là hợp kim
nhôm của máy bay đó, hợp kim máy bay nha, máy hoạt động đây rất là ok. Đây đây sắp nở đây, thì cái này thì nó sẽ phá cước đây, nó sẽ đập vô đây nó kêu đó. Đó. Nắm này dở đây để qua đây thì nó không kêu nữa. Nó nực, mọi cái thiết kế của mọi cái máy nó đều khác nhau, rất là ok. Máy thì hoạt động rất là mượt, độ gơ của bánh nhông con này xem như là không có luôn đó, rất là ok. Để qua đây á, thì nó sẽ quay tới không được mà quay lui được đó, rất là ok nha mọi người đó. Máy rất là mượt, một con máy cổ tầm khoảng 50-60 năm, hoạt động rất là ok. Thì con này sẽ tương đương tầm khoảng 4.000-5.000 một con đầm quýt. Thì con này nó sẽ bị mắc cái tem bên đây, bên đây nó sẽ có một cái tem hình con cá nữa đó. Và con này nó sẽ bị rẫy cái ga lê này đó, được hàng lại. Nói chung thì nếu shop không nói thì anh em sẽ không biết đâu đó, vì rất ít máy để anh em so sánh đó. Nói rõ ràng với anh em vậy. Đây, cái này được hàng lại, thì bên kia họ hàng luôn nha mọi người đó. Máy về sao thì anh em báo anh em vậy. Máy hoạt động ok, tôi làm buồn sống, ga lê cũng là ga lê tự bật đó. Rồi giá công khai máy số 15, giá là 1.000.000 nhé. Tiếp theo sẽ là con máy số 16. Đây, một cân máy đam quýt bản được xem như hoàn chỉnh luôn. Đây, nó có hình con tem con cá nè, cá hồi, tem nó bên đây. Đây, màu nước sơn nó xem như là hoàn chỉnh luôn, rất là đẹp. Mười bên đây và còn lần đó. Tổng thể rất là ok nha mọi người, hàng của Đức sản xuất. Nói chung thì con này dạng nó chỉ về, nó chỉ thiếu cái hộp thôi đó. Tổng thể rất là đẹp và độ gơ của bánh nhông của máy này rất là ít, được xem như là không có luôn đó. Đấy, rất là đẹp luôn đó. Xem như không có xuất sắc gì nhiều hết. Đây, đây máy hoạt động đây, rất là mượt nha. Đây đó. Con này rất là thích hợp cho anh em về sưu tầm nha. Đó, một con máy đẹp thế này sách đi câu thì rất là tiếc. Rồi giá công khai máy số 16, giá là 1.500.000. Tiếp theo máy số 17. Máy số 17 vẫn vậy. À, một con máy rất là đẹp luôn của đam quýt bên sống à, đẹp nhức nách ga lê này, hàng xem như nguyên zin nhé. Đây chú cá hồi à, đủ tem cho mọi người luôn. Nói chung thì tay quay con này nè không tháo ra được, không quay ngược để tháo ra được. Nếu tháo ra thì anh em sẽ tháo mấy con ốc này ra đó, và tháo từ trong ra chứ không phải tháo từ ngoài vô đó. Thì mỗi máy nó sẽ có thiết kế rất là khác nhau. Một lần buổi sống nè đó, rất là đẹp luôn. Rồi giá con số 17, giá là 1.500.000 luôn nha mọi người. Máy hoạt động rất ok đó. Quay ngược ngon lành, quay tở ngon lành đó. Một lần buổi sống. Rồi ok nha mọi người, giá công khai 1.500.000, máy số 17. Tiếp theo máy số 18. 18 vẫn vậy thôi, một con máy rất là đẹp. Sơn nhãm đam quýt còn tem. Tay quay ok, nồi ok. Con là 16. Con lăn ra đẹp. Đó. Máy hoạt động ok nha mọi người. Đó. Độ gơ bánh nhông nó thì không có đó, rất là mượt chóng. Ga lê của nó là ga dạng tự bật nha, đó, quay là bật, rất là êm. Rồi giá công khai máy số 18, giá là 1.500.000 luôn nhé. Tiếp theo lên đây, một con máy rất là nhiều anh em hỏi
nhất là những anh em mà dạng câu lốc á, câu lốc và dạng câu lốc gừng cần phải đánh bạo lực á. Đây đây một con máy của dạng anh em hay nói là dạng Cento á mọi người, Cento 600. Thì con này được sản xuất tại Pháp và máy này sắp ra độ rồi đó. Thì con này dạng giống như chỉ quê một con thôi, độ thử demo xem nó thế nào đó, sau này sẽ về nhiều hơn. Và anh em cứ độ thì sếp sẽ gửi địa chỉ công thợ, anh em cứ độ con lăn độ là sứ, và đây con lăn zin của nó đây đó. Bị sét ngăn này, bị oxy hóa rồi đó. Cái rạc này là zin của nó nha mọi người. Đây bằng sứ lăn có mặt đạn luôn, tay quay tiện CNC lại đó. Rất là lực. Máy thì hoạt động ok đó. Máy hoạt động ok nha mọi người, không lỗi. Quay ngược ok, quay tới ok, tất cả bánh nhông con này ok hết nha. Tiếng mô bin đây đó. Tiếng nó cũng kêu rất là ok nha. Cốt đây đó, dạng này là chuyên anh em đánh lốc nên cấu tạo của nó là rất ok. Nguyên một cục kim loại luôn, anh em cầm con này đi câu à, chuẩn là nguyên một cục kim loại luôn đó. Và còn ok đó. Gà lên zin, anh em nào thích hàng zin thì thắp cái này vào đó. Mãi xếp đã độ sẵn cho mọi người, về cứ câu thôi. Con này nó xe tương đương tầm khoảng 4.000 đó. Rồi giá công khai mã số 19 giá 2 triệu nhé. Tiếp theo mã số 20, 20 lên cho mọi người một con máy mô bin chết tay thắng. Thì con này một con máy Shimano 3.000 đó. Giờ mô bin chết tay thắng và anh em có ISO, có ISO ta. Máy thì hoạt động rất là mượt. Con này 6 mặt đạn. Quay ngược đây. Đó. Quay ngược ok, thắng dính. Quay tới ok. Rồi giá cũng khang mã số 20, giá là 500 nha mọi người, 500 con mã số 20 3.000 nên cứ số 3 được 150 m nhé. Tiếp theo mã số 20 được không, con mã số 21, 21 lên cho người một con máy của Shimano, một con máy dòng dạng mini đó. Con này chắc nó vừa bự hơn không quẹt tí thôi đó. Một con Shimano mini đó. Thì con này được sản xuất tại Nhật, xây con này ra tầm khoảng 200-300 thôi, rất là nhỏ đó. Dạng này anh em về câu tôm, câu hechi, câu ikada rất là nhỏ gọn nha đó. Đây hai ngón tay để vào nó sẽ vừa luôn á. Thì con máy số 21 giá là 400 nha mọi người, 400 cộng chip máy số 21. Sẽ nguyên một dòng máy là máy kim loại đó. Máy này cũng lấy từ Mỹ về luôn, rõ ràng với anh em vậy. Thì con này một con Cetaphil đó, chạy Barbarin. Con này có xe tương đương tầm khoảng đâu đi xem. Con này chắc tầm khoảng 12.000 quá, 10.000 12.000, rất là bự nha. Cỏi là cỏi carbon. Tay quay dạng siết răng nè, đó. Còn lăn ok mọi người, sáng bóng. Máy thì hoạt động ok rồi. Đó, máy hoạt động ok nha mọi người. Quay ngược đây. Đó. Con này về cho anh em nào dạng câu ngâm, câu bạo lực. Đó. Con này thì nó mắc lò xo đây, mắc lò xo nó kêu cái mô bin này nè. Đó, về anh em độ chế là giùm em. Đó. Máy sao anh em báo cho anh em vậy. Xe tương đương ra tầm khoảng 12.000. Rồi, giá công khai máy số 22, giá là 350k nhé, một con máy giá khá là bèo. Tiếp theo mã số 23, 23 lên cho mọi người một con máy của Ryobi. Thì con này mọi chức năng hoạt động ok hết, tiếng rắc mô bin nè, nghe rất là ok. Con này cước số 7 được 200 m, cước số 6 được 230 m. GTO của nó là 4.3.1 dòng Ryobi.
Máy tổng thể còn rất là ok nhé, rất là ok nha mọi người. Đó. Con này bạn anh em câu ngâm, câu tra, câu chép thoải mái nha. Đó. Máy này anh em về tháo ra, tra dầu mở lại cái là quay ok liền. Nói chung là giờ này quay cũng nặng nè. Đó, vì máy chưa vệ sinh gì hết, nhưng mọi chức năng hoạt động rất là ok. Gặt ok, con đang mặt sướng nè. Rồi, giá con máy số 23, giá là 400 nhé. Tiếp theo máy số 24, 24 là 100 người, vẫn là một con máy của hàng lấy từ thị trường Mỹ về. Con này một con máy của Daiwa. Đó. Máy cũng còn rất là đẹp. Đây. Đó. Máy còn rất là đẹp luôn. Mua bên lòng bên sống. Con lăng còn gực gửi nè. Đó. Con này được sản xuất tại Nhật. Đây. Máy rất ok nha mọi người. Đó. Đẹp. Nói chung là con này đẹp. Máy hoạt động đây rất là mượt nhé, quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Thì con này nó xây tương đương ra tầm khoảng, để xem con này xây tương đương ra tầm khoảng 5.000 quá, giờ tầm khoảng 4.000, 5.000 đó. Rồi giá công khai máy số 24, giá là 350k nhé. Tiếp theo máy số 25, máy 25 lên cho mọi người một con máy của Daiwa đó. Một con đại qua từ thị trường Mỹ về, 260C gì nè. Đó, nhìn cái máy, nhìn cái tên nó là khác so với những con máy thị trường Nhật. Con lăng quảng lăng nè mọi người. Đó. Thì con này thì nó xài tương đương ra tầm khoảng cước LB không trời, con này nó ra tầm khoảng 8.000 nha mọi người, 7.000, 8.000. Cước 0.5 với được 100m, cước 0.45 với được 125m. Hàng của Nhật sản xuất. Máy hoạt động ok. Đó. Êm mượt nha. Mua bị làm nguyên sống. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó, êm mượt. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai máy số 25, giá là 450k. Tiếp theo máy số 26. 26 là một con máy thị trường Mỹ về, 260 gì nè, nó đây qua hàng của Nhật sản xuất. Con này có xài tương đương ra tầm khoảng 8.000 luôn. Nó bị mất cái tem nồi trên đây, đầu trên đây. Con lăn thì vẫn còn đẹp. Máy hoạt động ok, chìm mực. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Và rộng mực mà nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 26, giá là 450k nha. Tiếp theo máy số 27. 27 lên cho mọi người vẫn một con máy tay qua. Đó. Đủ tem. Rồi còn đẹp. Đó. Nói chung thì máy xuất sắc một tí, về anh em câu ngâm, câu lăn xe thì thoải mái rồi. Bô pin là bô sống nè. Đó. Hoạt động đây. Đó. Rất là ok nhé. Mực mà. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Máy trước ok. Rồi giá công khai máy số 27, giá là 450k luôn. Con máy này gờ tầm khoảng 8.000-9.000. Tiếp theo máy số 28. 28 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì con này một con Shimano, Shimano gì đây, Shimano 1000, CS 1000. Tên nó đâu ta. Nói chung thì con này mới, mới đưa chuột. Đó. Tiếng rắc mobile đây, nghe rất là đã ha. Đó. Con này còn thông số cước, cước số 2 thì được 270m, cước số 4 thì được 140m. Thông số cước này hơi ảo tí ta. Chung nó xây một Shimano 1000 đi, nhưng mà cái thông số cước của nó hơi lỗi một tí. Sao đọc gõ anh em bị luôn này. Đó. Đó đây. So với máy 1000 thì nó vẫn giống như máy 1000 thôi. Đó. Hoạt động thì rất là mượt. Đó. Mượt mà nhá.
ngực ok nè, về tới ok nè. Đó. Đặc biệt á, con này nó có cái tay chỗ này nè, đó. Khi anh em quay á, trả về cái là ngay đây liền. Đó. Đây, khi trả ngược lại về cái là ngay dược ngay cái tay của anh em liền, đó. Trả ngược về cái là ngay liền, đó. Mọi thao tác của anh em rất là nhanh nha, nhất là anh em đi lùa, đó, cứ quay ngược lại trả ngược về cái là ngay cái tay liền. Đó. Quay thôi, quay là tự đập thôi. Đó. Mũi là một bên mua bên đôi chuột, tiếng rất ok. Con này được xuất tại Malaysia. Đó. Rồi giá khai mã số 28 như là 800 nha mọi người, 800 mã số 28. Tiếp theo lên mọi người có mã số 29. Thì con 29 lên cho mọi người là một con máy của Korea. Thì dòng này một dòng máy cao cấp của hàng Korea. Con này chạy 6 mặt đạn nha mọi người, chạy 6 mặt đạn. Tay quay dạng tay quay xếp răng nè. Đó. Nói chung thì con này nó dạng về cao cấp rồi. Tay quay xếp răng. Hai mặt đạn hai bên, một mặt đạn cối, một mặt đạn con lăn. Đó. Thì một mặt đạn cốt nữa. Đó. Máy này dạng nhiều mặt đạn lắm, 6 mặt đạn. Đây, tháo cốt cho mọi người xem. Dạng này dòng cao cấp của hàng Korea. Đó. Đây, mặt đạn cốt nha, dạng cốt trợ lực. Con lăn này cũng có mặt đạn nữa. Đó. Thì con này thích hợp cho anh em nào câu lua. Đó. Lua lóc, lua chẽm rất là ok nha. Con này nó có xe tương đương giờ tầm khoảng không biết nhiêu luôn. Chung thì thông số này nó tải LB 12 LB được 400m 140m nè. Đó. Con này giờ tập xe giờ tầm khoảng 3.000. Máy thì hoạt động rất là mượt. Đó. Mở khỏi bàn. ABS đầy đủ nha. Dạng máy cao cấp mà. Đó, mình được ok. Quay tới ok, đó, em mực, mua lầm mình sống, còn lần đẹp, rồi giá công khai mã số 29, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship mã số 29. Tiếp theo mã số 30 lên cho mọi người là một máy Shimano Twin, thì con Twin này là con Twin 2500, đời của nó đời 2005, thì con này gồm tua của nó là 5.2.1, nặng là 255g, 6 mặt đạn. Hình như là 6kg, cái này là tải là 6kg nha mọi người. 6kg như 6 mặt nạn ta. Ở đây, đó. Thì thông số cước số 2 với độ 150m, cước 2.5 với độ 150m. Chiếc số 3 với độ 120m. Thì con này nó vẫn còn sách hướng dẫn nè. Đó. Và lông đền. Đặc biệt là nó có cái cốt đổi tay phải cho mọi người. Đó. Thì con này đổi trái phải bình thường nhưng mà cần phải thay cái cốt tay quay. Đó. Thì con này nó có máy đây. Nói chung tổng thể máy ok. Đó. Máy rất là đẹp. Con này về mà anh em nào câu lóc thì hết bài. Japan. Vết nó hơi bị xước một tí thôi. Con lăn thì còn đẹp nè. Đó. Máy rất là ok. Thì trên cái vành trên đây nè, dạng bị ga ten một tí nè. Nhưng mà không ảnh hưởng gì ga dây nha mọi người. Còn rất là mượt nha. Đó. Quay kỹ cho anh em mình luôn. Máy thì hoạt động ok. Đó. Rất là mượt. Dòng Twin mà khỏi bàn. Đó. Dòng máy cao cấp của Twin. Máy hoạt động rất là mượt. Quay ngược ok. Đó. Về tới ok. Rất là ok nha mọi người. Mua lầm mình sống. Hoạt động rất là mượt mà. Đó. Rồi giá công khai mã số 30. Giá là 2.8 nha anh em. 2.8 một con từ bên 2.500. Tiếp theo con mã số
31 thì 31 lên cho mọi người một con máy của khách gửi thanh lý. Đây một con máy Shimano Sahara. Thì dòng Sahara một dòng đời cao nha mọi người. Dòng máy của Malaysia sản xuất. Đây. Đó, tay quay đây. Thì con này nó có xây 1000 về cho anh em nào câu suối, câu chẻm, câu lùa nhẹ nhàng thôi, dạng lùa màu giả. Đó. Câu cá sắt. Đó đây, xây 1000. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Máy này thì khách mua về không ưng nên thanh lý rồi, gửi thanh lý lại nha mọi người. Đó. Một con máy rất là đẹp, xem như là lay new luôn. Đó. Đó. Không có một vết xước. Thì giá mới với con này nó rơi tầm khoảng 1.5 triệu, 1.6 triệu vậy đó. Đó. Máy còn rất ok nha. Đó. Còn full hộp, full túi. Đó. Sách hướng dẫn đầy đủ. Không có túi, không có túi, quên. Đó. Sách hướng dẫn hộp. Thì dòng tua của nó là 5.0.1, rắc là 7 kg, nặng là 205 g, 4+1 mặt đạn. Thì thông số dây số 2 dây là 100 m. Thì giá công khai của máy sổ 31 giá là 1.250.000 nha anh em, 1.250.000 cho máy sổ 31 nhé. Giá rất là bèo nha anh em, anh em có thể tiết kiệm được tầm khoảng 300-400 k cho một con máy. Xem như là new rồi, rất là đẹp. Đó, không lỗi. Tiếp theo con máy số 32 và 33. Thì máy 32 33 là hai máy của Abu dạng Blackmark. Thì có một con Abu máy ngang. Đó, chạy 5 mặt đạn. Đó. Máy rất là đẹp, máy này cũng cách gỡ thanh lý luôn. Thì con này máy mới nó ra tầm khoảng 1.3 triệu, 1.4 triệu một con. Đó. Máy thì hoạt động không lỗi nha mọi người. Đó, bao lỗi lầm với anh em luôn. Nói chung thì shop cũng không chuyên về máy ngang. Đó, máy rất là mượt. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Rồi, giá công khai máy số 32 giá là 900 nha, 900 cộng ship. Máy số 33 cũng vậy. Đó. Máy hoạt động ok nè. Đó. Mượt mà nha mọi người. Đó. Lắc mát. Tất cả ok. Rồi, giá công khai máy số 33 giá là 900 nha. Máy tay phải nha mọi người. Rồi, qua đây hai máy tay trái. Máy số 34 lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Thì con Daiwa là một con Daiwa BR100L, hiện là tay trái nha anh em. Đó. Thì con này dòng tua của nó 6.3.1, nặng là 190 g, rắc mát của nó là 5 kg. Thông số đây. Đó. Con này còn hộp, còn túi, còn hộp và còn sách hướng dẫn nha mọi người. Đó. Máy thì còn rất là đẹp. Đó. Con được sản xuất tại China. Đó. Đây ba. Máy rất là mượt luôn. Mượt khỏi chê. Đó. Còn máy này máy tay trái nha mọi người. Rất là mượt nha mọi người. Con máy què câu lóc và khỏi bàn. Đó, mượt mà. Rồi, giá công khai máy số số mấy ta? Số 34. 34 giá 900 nha anh em, 900 k cộng ship máy tay trái. Tiếp theo máy cuối cùng, một con máy Shimano có DC tiếng E đó mọi người. Đó. Có tiếng kêu. Thì có một con máy DC Shimano SLX DC. Đó. Đó đây,
thì thông số của nó đây mọi người, thì con này dòng tua của nó là 47 7.2.1, rắc mát của nó là 5 kg, nặng là 215 gram, 4 mặt đạn. Máy này gồm mặt hộp và sách hướng dẫn. Máy này gồm hộp và sách hướng dẫn nha mọi người. Đó, nói chung là con máy này mới. Con máy được sản xuất tại Malaysia, máy tay trái, máy cầm lên tay hoạt động rất là lực nha mọi người. Đó, đánh nhá thiệt là vô tư. Máy có tiếng rất tiếng tiếng nghe DC. Đó, rất là mượt mà. Mọi chức năng hoạt động bình thường nha mọi người. Đó. Thì bán hàng cho anh em nào kiểm tra hàng trước thanh toán. Đó, anh em nào thấy máy lỗi hoặc không giống clip lên nè, anh em cứ quẩy lại gửi về cho shop nha. Rồi, giá máy công khai máy số 35, giá là 2.9 triệu nha mọi người. À, 2.9 triệu máy số 35. Rồi, đó tổng cộng 35 máy câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng máy nào, chốt lại số điện thoại shop tự liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.